Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Lại là mình YouTube đây. Đến video này thì Túc muốn thông báo với anh em để anh em chuẩn bị cái tinh thần cũng như chuẩn bị cái NFT của BAB của thằng sàn Binance để anh em sắp tới đây ngày 13 tháng 5 anh em vào anh em claim một cái con meme BLB ship này. Tổng bull airdrop của con này là 690 triệu tỷ đấy, và nó diễn ra trong vòng 1 tháng, tức là hết 690 triệu tỷ này thì là nó không cho anh em còn làm nữa. Thì hiện tại hôm nay đã là mùng 10 tháng 3 rồi, tức là còn 3 hôm nữa vào thứ bảy nhỉ. Vào thứ bảy thì anh em sẽ vào đây, anh em sẽ cái lối ví cho mình. Con này thì nó giống y hệt cái con hôm qua mình có hướng dẫn anh em, đó là con hôm qua là con B Dog đúng không ạ? Con B Dog mình có hướng dẫn anh em. Con này cũng nó cũng yêu cầu anh em phải là hâu bebe hoặc iDog, hoặc không có bebe cũng không có iDog thì anh em có thể là min NFT của thằng BAB của thằng sàn Binance. Thì ai mà chưa biết cái min thì mình có video hôm qua mình có hướng dẫn anh em, vừa hướng dẫn anh em cả làm cái con BDoc này cũng như là hướng dẫn anh em min rồi. Thấy chưa? Thì để video này mình muốn nói tới là anh em lên là để không phải để tầm 1 2 đô BDB để anh em thứ bảy anh em min cả làm con này nhá. Anh em cứ dụ như tới giờ nó thì cả làm sớm sớm đi. Giờ UTC tức là 3 giờ này, 2 giờ này, 1 giờ, 7 giờ, tầm 8 giờ, 8 giờ giờ Việt Nam UTC đúng không ạ? Mình nhớ không nhầm là như vậy. Tầm ngày 13 tháng 5 thì anh em sẽ vào cái lối làm y hệt như con B-Dog mình hướng dẫn anh em ấy, cũng vào anh em cái lối trên ví chốt này. Nếu mà có cái đồng BAB đấy, ai chưa có thì lên min đi để hôm đấy vào claim, hoặc anh em min luôn xong bắt đầu claim con B-Dog cũng được. Ai mà chưa có cái đồng BAB này, anh em làm anh em min NFT BAB và anh em có thể là cờ làm được luôn cái con BDoc này. Anh em khi mà NFT BAB của anh em vào trong ví để trong địa chỉ của anh em này, anh em có thể min được con BDoc. Hiện tại con BDoc này là hiện tại mình check là vẫn còn tổng bull, nó vẫn còn, nó chưa hết, nó mới được lửa lon này, lửa già này, thấy chưa? Thế thì đấy, video này mình thông báo cho anh em để hôm thứ bảy anh em nào mà có rảnh rảnh như nhớ ra thì thông báo cho Túc với để Túc biết được chưa. Anh em mình vào cùng chiến quả kèo này đấy. Anh em lưu ý phải để ít BNB để anh em claim con này nha, lưu tâm vậy. Thì đường link mình cũng có để ở đây, sau hôm đấy anh em thì việc kích vào thôi, đỡ kích vào này đấy thì nó hiện giao diện lên, thấy chưa? Rồi nó hiện giao diện lên là anh em vào có cái lối ví và claim thôi. Đây, cái vào cái lối ví này rồi sau đó anh em vào hiện lên cái số token này, anh em số meme coin anh em được claim thì em kích vào phần claim thôi, tiếng Việt anh yêu cầu aerobe đấy. Rồi anh em có thể kích vào phần mời bạn bè thôi. Cái con kể cả con B Dog hay là con BLB ship này thì nó có cái phần staking đấy, nhưng mà mình cũng không hướng dẫn anh em về cái thằng staking này này. Đây anh em có thể ấn vào phần kiếm này, cả cả con Bambi Dog, con B Dog kia cũng vậy thôi, nó cũng giống y hệt như nhau, chắc là hai anh em với nhau thôi. Rồi em kích vào phần bắt đầu đặt cược thì mình không phải là không biết, nhưng mà hướng dẫn anh em thì anh em mất phí ga phí mạng nó nhiều ấy, nên là mình không muốn như thế, vì phần đa anh em nó không có, được chưa? Nên là thôi mình cứ cà lam về thôi, được chưa? Không cần sở thất kinh, sở thất kinh cũng có lãi đấy, bao nhiêu phần trăm đấy, nhưng mà nó không 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 ấy, anh em không có phí ga với mạng nên là nó khó khó chỗ đấy, được chưa? Rồi anh em nhớ thứ bảy dạng mình nha, cờ lam con BLB ship này nha. Ok, mình sẽ ghim lên vào màn hình để cho anh em chiến, được chưa?